Hi, chào bạn đã quay lại với channel của mình. Ok, bây giờ là đội hình mình bây giờ là cũng đạt chuẩn rồi đó. Nhưng mà hôm nay Brazil đá này, hôm nay Brazil đá thì có Neymar. Neymar là một cái niềm hy vọng của Brazil bây giờ đúng không? Thì mình sẽ vô mình mua cái VIP của thằng Neymar. Đây, VIP 10. Mình chỉ qua mua này, hai Neymar này. Hai Neymar này. Đúng vậy. Rồi, vậy là mình up được luôn cái này lên luôn nè. Up luôn đi. Nó full rồi nè. Rồi 8.000 lượt chiến nè, trời ghê vậy ta. Đột phá cái nữa là tới đâu. Đột phá này thì bạn phải nâng cấp 5 là full. Cho nên mình cũng mua hết cái này thể lực không biết đủ không. Hy vọng là đủ thôi. Ok, 600 căng nha, 600 gồ căng nha. 5 kill này là hơi nhiều đó, 600 hơi căng đó. Không đùa đâu, 600 là hơi dữ dằn đó. Nhưng hy vọng là có chút xíu đủ. Mua cái đó ở Bubit thì nó có cái nâng cấp luôn cho mấy bạn, cho nên các bạn khỏi lo Neymar. Đương nhiên là úp mắt trước đầu tiên cái đội hình này là phải Neymar. Không thể ai khác ngoài Neymar được hết. Một. Đúng vậy, mấy cái này ta rất cần. Phải full như vậy đó. Ta đang rất cần. Phải full như vậy rất tốt. Nâng cấp mắt là 15 á. Là 5 kill luôn mà mới up được. Mà không biết đủ không. Hy vọng là đủ nhưng mà có thể là không đủ. Cũng khó nói trước á. Còn cái này là không đủ rồi, cái này nhiều lắm rồi. À, lên level, tốt lắm. Cần lắm một cái lên level như vậy. 4 sao là nó chỉ up vàng thôi, còn 5 sao bạn mới up được cái đen. Khó lắm, bởi vậy giờ đâu phải là bình thường đâu, khó lắm mới đạt được. Wow. Còn 5 xị nữa. Cái này phải ba cái căng lắm, chắc là không được quá. Hy vọng rồi, cái kia 4 cái thì được. Nhưng mà khó lắm, tại vì trời ơi, giờ còn 400 mấy à. Thua, chỉ được tới đây thôi à. Thôi chết tôi rồi, bây giờ làm cái gì đây, làm cái gì mà có thể lật đây. 270 úp chưa được hai món bên cái cuối căn dạ. Căn dạ cái cuối không có một cái nào luôn, thôi thua. Tính úp mà lại không được nè. Căng đi chứ. Mình có Cazola thôi, úp Cazola lên thế. Đúng vậy, 4.300 điểm tốt. Tại Cazola là cặp bài trùng với Ozil á. Mà giờ mình đội hình mình là cặp bài trùng với nhau gần hết luôn á. Nè bạn ơi. Đó, sáng đèn hết. Chỉ có Lukaku là chưa sáng thôi. Lukaku là chưa sáng. Cazola là cặp vợ chồng Ozil nè, Jutare, Yaya Toure thì David Silva nè, Lucas thì Neymar nè.
MDT thì Big Khuê, Saragat thì là số 3 là thằng Diogo Costa với lại Cansula. Số 8 hả? Số 8 thằng nào? À, Big Khuê. Rồi mai mốt nó sẽ là David Silva luôn, David Silva nằm đây. Đúng vậy, đưa này, ô hay. Vậy là cặp vợ chồng qua đây nữa, xíu nữa là bị mất hình thành. Được, 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 không sao, không sao. Lưu lại. Mặc dù chưa có một cái gì gọi là mạnh mẽ hết, nhưng mà thực ra cái đội hình này muốn lên lực thì nhanh lắm. Mình chỉ cần khoảng tầm 3-4 ngày là mình đầy đủ thể lực đó, là mình úp được một thằng lên mắt là nó khỏe liền à. Giống như Neymar nè, úp lên mắt úp là thấy 8.000, quá nhẹ nhàng không có gì để nói. Vô à, vô sửa trong trăm binh lính mới được. Gì đang đấu luôn à. MTT Alessandro rồi đây, Yaya Toure, Mesut Ozil, David Silva, rồi ai nữa? Còn thằng nữa, còn thằng là thằng Santi Cazorla, đúng vậy. Big rồi đủ á, đó là vậy đó. Rồi ok, vô làm trận cho mấy bạn test thử. Mình Casula này mình úp mắt có kêu thứ năm mà nè, nó có mấy điều tiết này với lại một cái kêu bóng bóng à, để vô mình úp có cái skill cho nó. Tại cái giờ training của mình là mình có thể huấn luyện thoải mái mà. Đó giờ úp kia ra Toure, chưa úp. Ok, hết rồi. Nên được nhiêu? 38 không? À, 37. Được. Nhanh thôi, 100k lực. Đội hình này, mấy đội hình này mình 100k lực nhanh lắm. Không thể lo. Mình cần mảnh cầu thủ mà quay ra được là nó nâng một lực lên rất là nhiều, đúng không? Với lại thể lực. Bây giờ thể lực rất là cần luôn. VIP có nhưng mà mọi ngày nào cũng xài hết cái mua vậy hết á. Nhưng mà lại không đủ thể lực. Úp mấy cái con mà SS thì nó rất là tốn thể lực, mấy bạn biết rồi đó. Úp một con SS thì nó nhiều hơn mấy cái kia là đã vậy, còn phải úp nhiều, nhiều cái đột đột phá hơn nữa, cho nên là rất là tốn. Yaya Toure là một thằng tiền đạo quét, trời ơi, đâu có cần phải truyền diễn như vậy, chưa ghê vậy, không thể nào cản phá được Neymar bây giờ nữa rồi. Neymar là quá bét luôn à, trời ơi đá được đá gì ai chịu nổi, quá ghê. Giờ mình sẽ thay Lukaku bằng David Villa nữa. Đội hình mình ghê rồi. Chết màu không? Fan cao hả? À, đội hình này là Monaco thì chỉ có fan cao, từ từ mình chỉnh cái chiến thuật phòng thủ một chút. Có cái gì vậy ta? À vậy là mình cân bằng tỷ số là mình win đúng không? Được, được, được. Ok. Cầu thủ giao bóng là sau sự điều chỉnh của huấn luyện viên trưởng, hiệu quả sẽ ra sao? Không thể giữ bóng. Fabregas đang giữ bóng. Hay quá chuyền này mà trống quá trống. Bóng hay đột phá đây. Hãy xem nào. Này mà triple kill. Yes, yes. Tốt lắm. Có Big Khuê với lại MTT V1 mình sẽ có hai cái quan sát, nên là mình không có lo. Bây giờ chủ yếu là thiếu tháp phòng không, mình chắc là mình sẽ cho Vincent Kompany vào để bù lại cái tháp phòng không. Tốt. Quá nhiều tốt lắm. Có nhiều vậy nó trừ hết mẹ luôn. Rồi càng hiệu của thằng Yaya Toure lần nào mà có banh nó cũng cút. Rồi Yaya Toure mất banh chết tôi thiệt. Hay quá. Cái gì vậy?
Mandala hình như đã phạm lỗi nhưng trọng tài vẫn cho tiếp tục thi đấu. Romelu Lukaku chuyền bóng về phía Umtiti. Ma nè. Umtiti dâng banh dâng lên ghê vậy. Lukaku vậy rồi, chuyện đi vô có ta thôi. Có ta thể hiện rồi. Hôm qua thể hiện rồi. Nè. Tây Ban Nha đá Bồ Đào Nha nè. Sút. Chết mày chưa? Chết nè. Trời ơi, có ta chưa úp đột phá một lần nào, chưa đột phá một lần nào. Ờ thôi. Chưa đột phá một lần nào luôn. Mình vô là gặp được có ta là chết liền, không thể nào chịu nổi. Mà sao? Nhẹ nhàng. Trời ơi, dễ dữ chà. Từ mình có mảnh nhà mảnh Neymar mắc nè, mảnh Sarrafan Regap mắc nè, mảnh Bikwe mắc nè, mà lại không có thể lực úp. Bây giờ này bạn làm cách nào để có thể lực được trong một ngày 11 lần xuống VIP 10 đi. Thì mình mua hết luôn rồi, nhưng mà cũng vẫn không đủ. Không biết làm cách nào, bây giờ chỉ có admin ra mấy cái event mà tăng thể lực, nhiều thể lực cho anh em úp đội hình nó mới được thôi. Chứ còn mà bây giờ mình cứ chơi tèm tèm đội hình như vậy là không lâu, hơi lâu mới lên được thể lực. Mặc dù cầu thủ rất là ngon luôn nhưng mà cái nội lực không có làm sao mà úp. Còn Fabregas chọt khe mấy cái pha vậy không sợ nổi. Thì con Fabregas chọt khe nó đúng chí luôn á. Chọt cái nào là chí mạng đó. Không thể nào mà chịu nổi bởi vậy. Thực hiện cú chuyền bóng. Chuyền bóng sang bên phải. Piqué cản đường chuyền bóng. Neymar nhảy về trước. Diego Costa chạy nhanh đến đón bóng. Không ăn dạ được. Sao đã ăn dạ chi? Neymar còn ở đây. Chuyền bóng hay đột phá đây? Đột phá luôn. Neymar đang giữ bóng. Neymar loại bỏ hậu vệ đối phương. Rất là rườm rà nhưng mà không sao. Quá tuyệt vời. Ba tiền đạo mà, cho nên là cái khả năng cái gọi là cái sao cái hướng tấn công với lại cái bài toán tấn công của mình được giải quyết rất là nhiều, cho nên là mình không phải lo gì hết. Thôi gọi xong chết tôi rồi. Thấy 80% mà sao chạy chịu thôi. Phương hướng tấn công rồi mình không phải lo nhiều. Piqué đào chân. Santi Cazorla đang quan sát vị trí đồng đội. Santi Cazorla đang giữ bóng trong trường. Sao không có nào chạy đến bấm bóng người ta? Trời ơi, chạy mất hướng luôn, bị xoạc luôn. Mình thấy nó gạt hai nhịp mà nó chưa truyền là thấy rồi, xong. Ui. Đội hình mình tự nhiên có thằng A ngay đây mà giờ không có thằng này nào để thay nó luôn, ghê. Không có thằng nào để thay nó luôn. Giờ này mình đây cũng đang kiếm một thằng đá cánh đó mà có cặp bài trùng rồi người kia đó, để vô hình đội hình luôn. Lại không có. Yaya Touré. Santi Cazorla. Đang quan sát vị trí đồng đội. Tội dịp vậy luôn, Lukaku dịp vậy luôn. Tội nó sút cái gì vậy? Nó sút lên tới trên đây luôn. Hiệp 2 đã bắt đầu. Đội khách. Cầu thủ giao bóng là sau sự điều chỉnh của huấn luyện viên trưởng, hiệu quả sẽ ra sao? Diego Costa. À, mỗi lần cứ có banh giật banh được là có kèn hiệu của Yaya Touré. Nó chịu khó bút kèn hiệu dễ sợ luôn. Tổ Cazorla lùng vậy mà cũng tranh cúp bóng bóng được chứ gì? Chọc khe nè. Chọc khe đẹp mắt nhưng mà không qua được hàng bên vậy. Lạ thiệt. Chết rồi, quê luôn rồi. Chết chà, căng à nha. Sao vậy ta? Đi chiếm bóng bóng vậy. Như chỉnh phòng thủ chưa đủ hay sao?
Đủ một tóc biến, từ đây mảnh tóc biến vào qua tới đây. Game thiệt. Muốn cho máy thắng rồi mẹ đi. Điều xạo nữa, siêu thảo chết luôn ở trong đây luôn. Giờ nó xạo. Mốt kiếm thằng BB nào nó để chính giữa đó, cho tiểu xảo tụt quần với tiền đạo hết. Chuyền bóng sang bên trái. Yaya Toure chuyền bóng về phía đường biên. Neymar. Neymar đưa bóng đến gần đường biên. Thực hiện trời ơi, bị tháp phòng không luôn, cận người quê luôn hả ta. Chuyền bóng về phía căng đường biên. Chạy dọc theo cách chuyền bóng cho đồng đội. Chuyền bóng căng vậy ta. Tiểu xảo. Tiểu xảo nữa. Ông tiên tiểu xảo hoài luôn, trời quê luôn. Quê luôn. Ok. Giờ làm sao đây ta, phải vượt cái mạng này để điều chỉnh hình lại. Cazorla cũng hay, tại vì nó có mấy điều tiết rồi nó có như vật gốc rồi thay thế hoàn hảo cho cái thằng kia mà nó lại có thêm một cái chút đỉnh nữa, khi không mình xài Ozil cũng được. Nhưng mà Ozil lại không có cái chữ mấy điều tiết rồi đúng không? Đó, nó hơi khó. Hoặc là mình kiếm một thằng mấy điều tiết nào đó có cái hạt nhân để mình xài Ozil là Farigat. Trời, hai thằng cọc khe bét á, ghê lắm á nha, đó, ghê lắm luôn. Ừ, có thể chắc là mình phải thay thằng này bằng một cái máy điều tiết nào đó khác, chứ Cazorla này máy điều tiết nó hơi bèo rồi đó. Ừ, thấy nó hơi tệ cái khoản máy điều tiết kìa, tại vì sao nó không có bấm bóng nhiều đội hình mình đã xài mấy cái thằng này rồi, chọc khe rồi ăn vạ đó, cho nên là không có cần phải bấm bóng nhiều quá đó. Mà bây giờ nó lại có quá nhiều bấm bóng. Wow, luôn có cu đến đầu nữa, bây giờ là có tạt cánh đâu đến đầu, toàn là xuất phạt không. Mình là đội hình này là trùm cố định luôn, trùm vị trí cố định. Bọn này có chiêu sát thủ, cặp phải trùm với Seth Fargas. Yeah, chỉ cần mà đưa này vô thôi, có sát thủ, sút vô lê, ai bấm thì nó sút, còn không thì nó sát thủ, là chọt khe nó đá sát thủ, trầm. À, hai thằng chọt khe thì chắc là sát thủ nhiều. Ok, giờ mình sẽ quên nãy giờ nó vô chỉnh đội hình, vô nó lan man cái là quên chỉnh đội hình mất. À, mình sẽ chỉnh đội hình về phòng thủ, mắc ớp, phản công, chuyền dài, siêu việt, có xin không, vẫn còn vô dịch một chút. Vị trí ok lưu lại rồi vô, cũng là một cách các bạn không hiểu không, là đã là chơi chiến thuật mà mình chơi quản lý đội bóng á, thì mình phải đầu tư vô chiến thuật nhiều một chút chứ không phải cầu thủ. Nhiều khi cầu thủ cũng ngang nhau thôi, nhưng mà chiến thuật người ta có người ta sẽ thắng mà đó là mình đang nói đó không. Yaya Toure là lúc nào nó cũng có kèm hiệu, nó hay rồi. Không hiểu nó có kèm hiệu làm cái gì luôn. Diego Costa. Để xem tình thế sẽ ra sao. Rồi chạy đi truyền nè. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Loại bỏ người về đối phương. Romelu Lukaku. Lukaku là mấy pha đó khó học lắm. Neymar chuyền dài lên cho đồng đội. Fabregas, Fabregas chuyền dài. Trời ơi, chuyền kìa. Trời ơi, Neymar ngã trong vòng cấm luôn, ngoài vòng. Tưởng ngã trong vòng. Neymar xuất phạt vậy thì còn đâu chịu nổi. Không thể nào chịu nổi được. Giao bóng giữa sân, trận đấu tiếp tục. Chuyền bóng cho đồng đội. Thực hiện cú truyền bóng. Neymar đào chân. Romelu Lukaku. Truyền bóng hay đột phá đây. Santi Cazorla chạy nhanh đến. Santi Cazorla đã quan sát vị trí đồng đội. Romelu Lukaku. Tốt. Có máy điều tiết rồi, có trọng pháo rồi, có kèn hiệu nữa. Trời ơi, đá cho bàn quá đẹp.
hồi nãy nó xạo bò đặt gửi quê vô vừa đây vô chỉnh chỉnh chứ không phải làm ba trái nhẹ nhàng chưa được 30 phút. Chuyền bóng sang bên trái, chuyền bóng sang bên trái, chạy nhanh đến đón bóng nguy hiểm. Nói ơi có càng hiệu nữa tốt lắm. Diego Costa thực hiện cú chuyền bóng nguy hiểm. Chú xa ghê vậy, có càng hiệu và trọng pháo chịu gì nổi. Có càng hiệu còn trọng pháo suốt là khỏi chạy. Giống như là chơi chín trái ở là 10 trái hết 9 trái vô rồi, cái này win mở luôn rồi quét luôn cho lẹ. Ghê không? Quá ghê, 6 trái luôn, nhẹ nhàng. Là một trận này nữa coi, họ đâu có thể nào mà dễ thắng được. Bạn phải biết là lâu lâu máy nó búp á, mà nó không muốn cho bạn vượt qua cái màn nó dễ dàng quá đó, nó sẽ búp cho phòng thủ của máy nó rất là khỏe. Dù lực chiến trên nhau rất là nhiều nhưng mà nó khỏe tới mức mà bạn không thể nào tưởng tượng đâu. Nó có thể ăn bạn những pha rất là xàm xí. Chuyền bóng về phía đường biên. Chuyền bóng hay đột phá đây. Anh ấy sẽ làm gì để tổ chức đợt tấn công này? Santi Cazorla. Santi Cazorla đang quan sát vị trí đồng đội. Costa. Chạy. Costa sút là không có chạy. Costa đã không sút thì thôi, lâu lâu banh mới tới chân sút là khỏi chạy. Trời ơi. Chuyền bóng về phía đường biên. Giống như Costa ở đá tại nhà đá hai trái đúng hay. Costa. Đâu rồi? Đúng vậy. Lukaku. Để đột phá luôn chứ chuyền bóng gì nữa. Suốt trọng pháo bị khóa lại rồi. Đã vậy mới gây hắc não nè. Thách thức kiến thức vật lý của mấy anh trọng tài luôn. Nhìn cái bạn không biết làm thế nào mà chối được hết. Thách thức kiến thức thiệt. Suốt đây đánh qua góc xa là đẹp mà không đá là góc gần. Đá là lục quên chút góc gần là đẹp rồi, mình đánh ra góc xa ngang sát của thủ môn nghe lại đúng vậy. Rồi mấy này mà động cơ bất tử nhiều vậy. Phát bóng lên không mà nói mình nói đúng không, có lúc nào cũng càng hiểu với Yaya Touré là không có chạy. Yaya Touré chuyền bóng cho đồng đội. Fabregas thực hiện cú chuyền bóng cản đường. Ôi cái gì vậy trời. Đó có ta có săn mồi hay lắm. Để tiếp. Diego Costa tiếp tục tiến về trước. Đâu có thể nào mà phụ lòng bạn chuyền cho mình được. Trái lưới rồi. Trái lưới rồi. Trời ơi. Hình như có chạm nhẹ vào tay thủ môn bật vào lưới luôn. Chiến thắng xem ra đã có chủ. Trời ơi nó đá cái banh nhìn không thấy được. À không có chạm vào tay thủ môn gì cả. Đi thẳng vào lưới. Bóng đi thẳng vào lưới. Là một trái nữa là nghĩ được rồi. Tại 3-0 có thể bị gỡ quà, gỡ một trái cho nên nó hai sao à, cũng lắm. Mình vô làm một trái nữa rồi mà phải nghĩ. Hiệp 2 đã bắt đầu. Đội khách. Cầu thủ giao bóng là sau sự điều chỉnh của huấn luyện viên trưởng, hiệu quả sẽ ra sao? Chuyền bóng sang bên phải. Trời ơi hay quá. Phát bóng lên. Neymar thực hiện cú chuyền bóng. Trời mấy này đâu có bất tử nhiều vậy trời. Không có bất tử nào nãy 40-50% hết rồi kìa. Chuyền bóng về phía đường biên. Thôi nha, đừng có đùa nha ba. Đã để mất bóng. Hay quá, Neymar chạy. Chuyền bóng hay đột phá đây. Để tiếp. Để xem tình thế sẽ ra sao. Cản đường chuyền bóng. Hay đấy. Chuyền bóng sang bên phải. Sao pha đó mà có thể chặn lại được? Neymar chặn banh hay vậy?
cũng vậy, khóa tiếp cũng vậy, sút luôn, rồi ăn dạ luôn, hay lắm, tự ăn dạ xong rồi tự sút phạt luôn, chấm. Chạy hộ bố mày cái rồi Vinh. Thôi mình xin chấm dứt video đây, bạn thấy hay nhớ like, subscribe để ủng hộ của mình nha. Bye bye bạn.